Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lan Rừng và Đô Thị. Thì hiện tại hôm nay là ngày 29 tháng 4 dương lịch. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ lên video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm gà e gừng hay còn gọi là em diêm gừng các bạn nhé. Thì để mà nói về cái gà e rừng ấy hoặc là cái em diêm gừng thì các bạn cũng biết là có rất là nhiều cách để làm cái gà e gừng đó rồi đúng không ạ? Ngay cả những kênh của mình ấy, thì mình cũng chia sẻ hướng dẫn các bạn đó là một cái cách làm gà e gừng với bia rồi đúng không ạ? Thì như ngày hôm nay, video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái loại GE gừng mà nó sẽ tốt nhất trong các loại GE gừng. Thì lý do tại sao ấy mình bảo là tốt hơn những loại cái GE gừng thông thường khác. Thì như các bạn biết ấy là để cây mà sinh trưởng tốt hơn ấy thì nó cần phải có các hormone đúng không ạ? Thì hôm nay thì mình sẽ có một cái loại làm GE gừng theo phương pháp này là sẽ lấy được một chút ít cái gọi là cái cytokinin. Cytokinin ấy thì đó là một cái dạng hormone sinh trưởng của thực vật mà nó là cái dạng từ thực vật 100% các bạn nhé. Thì ở đây ấy mình có đây là một cái đĩa gừng. Và cái gừng này ấy là mình mua về và mình để cho nó lên mầm như này các bạn. Đây các bạn quan sát tôi lên mầm này. Và đây là những cái mầm của gừng. Thì với những cái dạng mà củ hay là hạt ấy mà khi mà lên những cái mầm như này này thì trong những cái mầm này ấy, là lúc này ấy, là nó sản sinh ra một cái hormone sinh trưởng. Đó gọi là cytokinin các bạn ạ. Thế nhưng mà cái cytokinin này ấy, thì hầu hết là trong những cái thực vật nó cũng có. Thế nhưng mà nó tùy từng loại, có các loại thì nó sẽ có nhiều và có ít. Thì trong cái mầm của gừng này thì nó cũng có, hiện tại giờ nó cũng sản sinh ra là cytokinin, nhưng mà cái hàm lượng nó rất là ít. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái GE gừng với cái mầm gừng này thì đã ra một cái sản phẩm mà GE gừng thì nó chất lượng hơn là cái GE gừng thông thường, bởi vì là nó sẽ cho mình, nó chiết xuất thêm cho mình một chút cái cytokinin nhé các bạn nhé. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cách làm của mình cho các bạn luôn nhé. Thì ở đây hôm nay mình sẽ làm mới 1 lít cái GE gừng. Thì mình sẽ chuẩn bị là 3 cái lon bia như này. Đấy, 3 lon bia này thì nó là tương đương với là 1 lít bia. Đấy, thì mình sẽ sử dụng là 1 lít bia. Và nguyên liệu đó chính là gừng, củ gừng. Thì mình sẽ sử dụng là 300 g gừng, gừng đã có mầm nhé các bạn nhé. Thì sau đây là mời các bạn là việc tiếp theo nữa là mình sẽ chuẩn bị là một cái bình nhựa. Là các bạn nhớ lưu ý cho mình ấy, khi làm GE là mình phải chuẩn bị là cái bình nhựa như này nhá. Đấy, tuyệt đối là mình không nên sử dụng là cái bình thủy tinh mà nên sử dụng những bình nhựa như này. Rồi thì sau đây là mời các bạn là cùng theo dõi cái cách làm từ A đến Z cái GE gừng khi củ gừng có mầm nó như nào nhé các bạn nhé.
Như vậy là xong rồi các bạn ạ. Làm rất là đơn giản đúng không? Và rất là nhanh. Thì chỉ sau 30 ngày thôi, là sau 3 ngày mình ngâm cái gừng này thì mình sẽ có là GE gừng hay còn gọi là em diêm gừng để mình chăm sóc cho cái vườn đan của mình. Thì cái GE gừng này ấy, thì công dụng chính của nó là một cái loại GE hay còn gọi là em diêm để kích thích cho cây lan hoặc những cây thực vật khác là phát triển bộ rễ rất là tốt, rất là ok nha các bạn nhé. À rồi, ngày hôm nay là Lan Rừng và Đô Thị đã hướng dẫn các bạn đó là làm một cái loại em diêm gừng. Đấy là tốt nhất trong cái loại em diêm gừng, bởi vì em diêm gừng ấy nó sẽ có thêm cho mình một chút nho nhỏ cái cytokinin, là nó bổ sung thêm là trong cái GE gừng này là có thêm cả thành phần cái hormone tăng trưởng giúp cho cây thực vật của mình là phát triển nó tốt hơn. Đấy. Rồi, thì mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.